Kỳ nghỉ đã đến, mừng rỡ bạn vội về nhà, mặc bộ đồ đẹp nhất và đến nhà của một người bạn. Đó là một ngôi nhà lớn ở nông thôn. Bạn đi qua một cánh cổng rộng được trang trí đèn, âm nhạc đang phát ra từ bên trong. Bạn đi vào và đứng ở trong đại sảnh rộng rãi, một ban nhạc rock đang chơi trên sân khấu. Bạn gặp rất nhiều người ăn mặc ưa nhìn, mọi người đang nhảy nhót, trò chuyện, uống cocktail và ăn pizza. Bạn đi ra sân sau, ở đây còn vui hơn cả bên trong. Mọi người đang té nước trong một hồ bơi lớn, chơi bóng, DJ đang phiêu cùng nhạc funk. Đây là bữa tiệc tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Bạn gặp gỡ những chàng trai và cô gái siêu ngầu, nói chuyện với họ, nhảy nhót và ăn uống. Ban nhạc rock chơi các bài hát sôi động và khi đã chán nhảy nhót, bạn nhảy xuống hồ và bơi. Và giữa đêm, pháo hoa bắt đầu nở rộ trên bầu trời. Ánh sáng đầy màu sắc tô nên màn đêm đỏ rực. Yeah! Sáng ra, bạn còn chẳng nhớ mình đã đi ngủ như thế nào. Bạn thức dậy ở một trong các căn phòng của ngôi nhà và nghe thấy tiếng nhạc. Bạn mở cửa, đi xuống và bữa tiệc vẫn đang cao trào. Ban nhạc rock vẫn đang chơi và có rất nhiều người đang nhảy nhót xung quanh. Bạn đi ra sân sau và nhảy vào hồ bơi cho tỉnh người. Hôm nay bạn định đi cắm trại, nhưng vì bữa tiệc vẫn đang diễn ra nên bạn quyết định ở lại. Âm nhạc, con người, hồ bơi, đồ ăn, cocktail, nhảy nhót. Màn đêm buông xuống và sáng ra, bạn lại nghe thấy tiếng âm nhạc. Bạn đi xuống đại sảnh, ban nhạc rock vẫn tiếp tục chơi, nhưng trông họ có vẻ kiệt sức. Nước tang lực vương vãi trên sân khấu. Bạn không thấy những người bạn đã gặp ngày hôm qua, nhưng lại có những người mới đến. Không ai trong hồ bơi cả vì ngoài trời đang mưa. Người DJ đang ngủ trên ghế, nhạc đang phát ra mà không có anh ấy. Bạn cảm thấy không vui vẻ gì cho lắm. Bạn liền ăn sáng với khoai tây chiên và nước ngọt, rồi đi về nhà để tắm rửa. Khi đi trên con phố nhà mình, bạn cũng nghe thấy hàng xóm tổ chức tiệc tùng, nhưng không quan tâm lắm đến điều đó. Về đến nhà, bạn bật vòi nước. Không hoạt động. Dường như đã có một tai nạn nào đó, khiến cho cả khu phố bị cúp nước. Bạn liền quyết định đi đến ngôi nhà đang tổ chức tiệc tùng và tắm táp ở đó. Một ban nhạc mới đang chơi, nhiều người mới đã đến. Cuối cùng bạn cũng tắm rửa sạch sẽ và quyết định ở lại đây thêm một ngày. Ai đó đã đặt pizza với đồ uống. Bạn ăn uống và nhảy nhót. Sáng ra, tai bạn bị ù vì nhạc nhẽo sập sinh. Bạn sẽ ra đi đầu không ngoảnh lại. Bạn đi xuống và nhìn thấy bạn của mình trên sân khấu. Anh ấy nói rằng bất cứ ai ở lại bữa tiệc này trong cả năm sẽ nhận được $1,000,000. Bạn há hốc miệng trước sự hào phóng này và quyết định ở lại. Một tuần đã trôi qua, thính giác của bạn đã thích nghi với âm nhạc. Hai ngày một lần, ban nhạc rock và DJ lại được thay thế. Người mới xuất hiện trong nhà, nhưng bạn cũng thấy những khuôn mặt quen thuộc. Bạn không phải là người duy nhất muốn giành được $1,000,000. Tháng 7, bạn đi quanh nhà trong đôi dép lê, băng qua đám đông đang nhảy múa. Một ban nhạc rock đang chơi nhưng bạn không quan tâm. Bạn đã có nút bịt tai rồi. Bạn đã bỏ việc và đang trở nên quen dần với đời sống tiệc tùng. Bạn đã dọn dẹp phòng của mình. Nhưng vào buổi chiều muộn, một vài chàng trai và cô gái quyết định ăn tối ở đó. Bạn tức giận và đi ngủ ở một phòng khác. Tháng 8, bạn đã biết hết mọi ngõ ngách trong ngôi nhà. Nhân tiện mỗi ngày qua đi, nơi này lại càng xuống cấp. Các vết nứt xuất hiện trên tường, chân nhà ngả màu vàng ố. Sàn nhà kêu cót két và trong không khí còn có mùi rất khó chịu. Tại một căn phòng, bạn phát hiện ra các tháp hộp pizza rỗng. Bạn không thể nhìn chúng, bạn đã gặp các vấn đề về dạ dày từ chỗ thức ăn nhanh này rồi. Dù hồ bơi rất bẩn nhưng thỉnh thoảng vẫn có người bơi trong đó. DJ vẫn cứ được thay đổi, nhưng âm nhạc thì không. Bạn gặp những người đã ở đây cũng lâu như mình. Họ trông không được tươi tắn lắm, hai mắt thâm quầng và tóc tai bù xù. Bạn băn khoăn không biết trông mình có đỡ hơn chút nào không. Và tìm một chiếc gương, nhưng hóa ra tất cả gương đều đã bị vỡ. Tháng 9, việc di chuyển trong ngôi nhà trở nên rất khó khăn bởi vì chân bạn cứ dính chặt xuống sàn. Đồ thừa từ pizza và đồ ăn vặt nằm la liệt xung quanh, móc mèo và lũ chuột hôi hám thì chạy loạn xạ khắp nơi. Một số vị khách vẫn nhảy nhót, có người ngủ ngay trên sàn và những người khác vẫn đang vác TV ra khỏi ngôi nhà. Bữa tiệc đang dần trở nên xấu xí. Sáng hôm sau, bạn thức dậy và quyết định khắc phục mọi thứ. Bạn vào phòng tắm, tìm một cây lau nhà với một cái xô, đi xuống và bắt đầu lau các sàn nhà. Bạn di chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc. Mọi người xung quanh bắt đầu tham gia cùng bạn. Cùng nhau dọn dẹp cũng rất vui. Sau đó bạn đi đến hồ bơi. Bạn dùng vật lưới để vớt hết rác ra.
vỏ lon, hộp đựng, thức ăn thừa, quần áo rách, đồ chơi và thậm chí cả một chiếc răng giả nữa. Sau đó bạn đổ bột tẩy trắng vào đầy hồ. Bạn không ngủ trong gần 2 ngày và làm cho ngôi nhà sạch bong sáng bóng. Tất cả các phòng đều lấp lánh, không còn chuột nữa, không khí thơm mát và cả ban nhạc rock cũng đang chơi các nhạc cụ sạch sẽ. Bạn không còn sức để đứng dậy nên bạn gục xuống giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Bạn ngủ trong gần một ngày và thức dậy vì một nhóm người xông vào căn phòng. Họ cười xả rác trên sàn và làm đổ đồ uống của họ. Bạn đi xuống và phát hiện ra rằng mình đang ở giữa một bữa tiệc mới. Mọi người đang nhảy múa, ăn pizza và tàn phá ngôi nhà. Không, bạn giận dữ rời khỏi nhà. Thật không thể chịu nổi. Vẫn còn 8 tháng nữa và bạn biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Bạn chạy ra khỏi nhà và thấy một bữa tiệc khác ngay trên phố. Mọi người đang vui vẻ và nhảy múa, âm nhạc ở khắp mọi nơi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đi đến cửa hàng gần nhất. Mọi người đang lấy mọi thứ từ kệ đồ, nói chuyện và gõ chân theo nhịp điệu. Bạn chạy đến một cửa hàng khác và thấy hình ảnh tương tự. Thư viện, quán cà phê, tòa thị chính thành phố, trường học, sân thể thao. Tất cả đều là các hộp đêm. Bạn hỏi mọi người chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng họ chỉ trả lời, chúng tôi chỉ đang vui chơi thôi. Tháng 11. Bạn đã chấp nhận rằng không khí tiệc tùng giờ đây đã bao phủ trên toàn thế giới. Nhà máy, chợ, bệnh viện, cửa hàng đã ngừng hoạt động vì mọi người chỉ đi chơi. Đường phố tràn ngập rác, mọi người trông mệt mỏi nhưng không hiểu sao vẫn vui vẻ. Nước đã bị ngắt trong các căn nhà nên mọi người đã tắm trong hồ của thành phố. May thay, thức ăn vẫn còn đó và mọi người vẫn chia sẻ với nhau. Tháng 1, tuyết đang rơi, mọi người đang ca hát. Cơ bắp trên chân bạn đã trở nên khỏe hơn sau ngần ấy thời gian nhảy nhót. Không còn nhạc điện tử nữa vì làm gì còn điện. Các ban nhạc rock chơi trống và đàn guitar acoustic. Một số còn dùng que đập vào thùng rác. Bạn nghĩ mình như sắp phát điên. Bạn cười một cách vô cớ và cả khi đang ở một nơi yên tĩnh, tiếng nhạc vẫn vang vẳng bên tai bạn. Tháng 3, tuyết đã tan và mọi người tiếp tục vui vẻ. Họ trông giống như vừa ra khỏi hang động. Những người chán cảnh nhảy nhót đã rời khỏi thành phố, trở thành các ẩn sĩ. Thực chất điều này đã trở thành một xu hướng mới. Tháng 5, bạn không biết năm nào, tháng nào hay ngày nào trong tuần, nhưng giờ bạn đã học cách tạo ra lửa mà không cần dụng cụ nào ngoài que và đá, chơi nhạc trên thùng rác và sàn bắn. Những người buồn chán đánh sập các ngôi nhà và bắt ngựa để cưỡi quanh thành phố. Đối với bạn, bữa tiệc dường như đã xảy ra suốt cả cuộc đời. Hẳn là nó đã có từ rất lâu rồi. Bạn leo lên nóc của tòa nhà cao nhất và ngắm nhìn toàn thành phố đang vui chơi. Tiếng khóc vui sướng, tiếng kính vỡ vụn. Bạn nằm ngửa và chỉ ngước nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên bạn cảm thấy bình yên. Tháng 6, đột nhiên mọi chuyện kết thúc. Niềm hứng khởi và tâm trạng tiệc tùng đã biến mất trong nháy mắt và mọi người đã sáng mắt ra với các hậu quả để lại. Nhưng điều tuyệt vời là không ai trông có vẻ buồn phiền. Mọi người đã được nghỉ ngơi thỏa thích. Không ai biết điều gì đã khiến họ phấn khích trong một thời gian dài như vậy và có vẻ như hành tinh này đã cho tất cả chúng ta một cơ hội để thư giãn và tạm xa rời cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng.